Kính thưa quý ông bà, anh chị em, buổi sáng hôm nay rất đặc biệt. Những người yêu mến Thánh Giê-đô tụ họp nơi đền Thánh Giê-đô đây để chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện với Thánh Giê-đô, để chúng ta nhìn lại ơn gọi của Thánh Giê-đô. Và khi Thánh Giê-đô ở trong nhà dòng, Ngài sống với anh em trong nhà dòng, và nhờ sống với anh em trong nhà dòng và Ngài đã làm công việc truyền giáo như thế nào, chúng ta cùng nhìn lại và chúng ta hãy suy gẫm và chúng ta hãy bắt chước noi gương của Thánh Giê-đô để chúng ta sống phần nào đó giống như Ngài, để chúng ta được chiếm trọn cuộc đời hạnh phúc và đạt tới nước trời. Ơn gọi của Thánh Giê-rô rất đặc biệt. Nhìn lại cuộc đời của Ngài, chúng ta thấy Chúa chọn Ngài, Chúa chọn Thánh Giê-rô, dù cho thế gian nhìn Ngài là con người tầm thường, yếu hèn, và Ngài cũng cảm thấy mình là người yếu trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người khác, vì rất là nhiều cộng đoàn tu đã từ chối Ngài. Ngay cả cậu ruột của Ngài, khi Ngài xin vào dòng Francisco, chính cậu của mình cũng không nhận mình vào nhà dòng. Rồi Ngài muốn đi tu tại vì Ngài nghĩ mình không có khả năng, nên thôi thì vào trong rừng tu một mình ở trong rừng, cũng bị người mẹ cản. Nhưng mà Chúa vẫn chọn Thánh Giê-đô, và không ai cản được bước đường ơn gọi của Ngài, vì Ngài yêu mến ơn gọi dâng hiến cho Chúa, và chính Chúa chọn Thánh Giê-đô nên Chúa đã để cho Thánh Giê-đô vào trong dòng chúng thế. Đó là ơn gọi mà Chúa muốn Thánh Giê-đô, và Ngài cũng muốn ở trong dòng Chúa cứu thế. Khi ở trong nhà dòng Chúa cứu thế, trong nhà dòng chắc chắn Thánh Giê-đô sống đời sống huynh đệ cộng đoàn. Khi vào nhà dòng, Ngài được giao công việc đó là trông phòng khách và coi phòng thánh. Thánh Giê-đô vì yêu mến nhà dòng, Ngài đã rất là nhiệt thành trong công việc của mình, cách khiêm tốn và rất là trách nhiệm trong công việc nhà dòng đã trao. Và không chỉ chu toàn trách nhiệm của mình, mà Thánh Giê-đô luôn quan tâm đến từng anh em trong cộng đoàn, nhất là những ai cần Thánh Giê-đô, Thánh Giê-đô sẵn sàng giúp đỡ. Không chỉ chu toàn nhiệm vụ của mình mà còn dành thời gian để giúp đỡ anh em khác trong nhà dòng. Đó là điều rất là đặc biệt. Vì nguyên giữ bổn phận của mình đã là mệt mỏi rồi, đây còn làm và giúp các anh em khác trong cộng đoàn. Chắc chắn vì lòng yêu mến Chúa, yêu mến nhà dòng và yêu mến ơn gọi. Và chúng ta thấy Thánh Giê-đô luôn quan tâm đến từng anh em trong cộng đoàn. Khi Thánh Giê-rô được trao nhiệm vụ giữ phòng may, lo phòng may đo, may quần áo cho anh em trong dòng, Thánh Giê-đô không bao giờ chọn cái áo, cái quần đẹp cho mình, mà luôn nhường cái áo đẹp, quần đẹp cho anh em, để mình mặc cái cũ cũng được và cái vá, cái khâu vá sửa chữa cũng được. Ngài đã dành phần tốt nhất cho anh em trong dòng. Và khi anh em ốm đau, thánh nhân rất là quan tâm hỏi thăm và chăm sóc cho anh em. Thánh nhân không bao giờ nề hà bất kỳ công việc gì trong nhà dòng: nấu cơm, quét nhà, bếp núc, làm vườn, bất kỳ
công việc gì nhà dòng cần là có thánh nhân. Chúng ta nhìn một số điểm, không kể hết tất cả các công việc của thánh Giê-đô đã làm, nhưng mà phần nào đó chúng ta hiểu được con người nhiệt huyết, nhất là có tình Chúa, tình người trong con người của thánh Giê-đô. Có lúc bị hiểu lầm, thánh nhân cũng không phải giải thích nhiều, không cần giải thích, nhưng mà cứ sống khiêm nhường, âm thầm, và để cho mình được sống chết đi với cái tôi của mình. Như trong bài tin mừng hôm nay, Chúa nói nếu hạt lúa được gieo vào lòng đất không chết đi thì nó không thể sinh hoa kết trái, nhưng mà để nó chết đi, nó thối đi với con người của mình, cái tôi của mình, thì sẽ sinh hoa kết trái. Thánh Giê-đô sống tình huynh đệ trong cộng đoàn để làm chứng cho Chúa ngay trong cộng đoàn tu, làm gương mẫu cho anh em trong dòng. Từ một người bị nhiều người chê vì yếu, vì thiếu khả năng, về hình thức không gì là chổi trang, nhưng mà đã được anh em trong nhà dòng rất là quý mến. Không chỉ anh em trong nhà dòng quý mến, sau này thánh Giê-đô rất là yêu mến ơn gọi, nên đi đâu ngài cũng nói về ơn gọi tận hiến và khuyến khích người ta đi tu. Nên thánh Giê-đô đã giúp mấy nhà dòng nữ khi đến giúp và làm linh hướng cho các nhà dòng thánh nhân được các nữ tu rất là quý mến, và nhiều nữ tu đã được biến đổi nhờ lời khuyên, nhờ mẫu gương của thánh Giê-đô mà giúp nhà dòng họ được phát triển, nhất là những sơ gặp khó khăn trong đời sống tu đã tìm đến với thánh Giê-đô nhờ cái mẫu gương của thánh Giê-đô, và nhất là đời sống cầu nguyện, đời sống yêu mến Chúa và yêu mến ơn gọi. Thánh nhân đã khuyên họ, và qua cách sống, qua đời sống của thánh nhân, người ta đã được biến đổi và trở nên nữ tu tốt hơn. Không chỉ thánh nhân giúp đỡ những người sống trong đời sống thánh hiến, mà nhờ lòng yêu mến Chúa, yêu mến anh chị em, nhất là mẫu gương về tình Chúa, tình người đó, mà rất là nhiều người đã tìm đến với thánh Giê-đô. Những người đau yếu, những người bệnh tật, những người đói khát đã tìm đến nhà dòng để tìm gặp thánh Giê-đô. Thánh Giê-đô đã cho những người nghèo những gì mình có, quần áo, bánh, thức ăn cho họ để họ không đói khát. Nhờ cái lòng yêu mến những người nghèo đó mà Chúa đã làm phép lạ nơi thánh Giê-đô. Có lần vì yêu thương những người nghèo đó, khi họ đến mà hết bánh, nhưng mà bánh của Giê-đô vẫn có, nhờ cái lòng thương của thánh Giê-đô đối với người nghèo, nhất là lòng tin cậy vững vàng vào Thiên Chúa mà Chúa đã làm phép lạ qua thánh Giê-đô. Những người bệnh tật tìm đến thánh Giê-đô và ngài đã cầu nguyện và giúp họ, họ được chữa lành nhờ Chúa, nhờ lòng tin tưởng, nhờ quyền năng của Chúa mà thánh nhân đã làm được những việc kỳ diệu mà Chúa đã nói qua thánh Giê-đô. Chúng ta nhìn vào cuộc đời về ơn gọi, về công việc của thánh Giê-đô, chúng ta hãy noi gương thánh Giê-đô luôn biết sống khiêm nhường, hiền hòa. Thánh Giê-đô làm được các công việc đó là nhờ sự hy sinh, đời sống hiền hòa và khiêm nhường
và trách nhiệm, nên Thánh Giê-đô đã làm được những công việc như chúng ta vừa nghe đó. Thánh Giê-đô đã chọn cho mình phần yếu để quyền năng của Thiên Chúa được mạnh nơi Ngài. Chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy nhìn vào con người của mình để chúng ta đứng trước Thiên Chúa quyền năng. Chúng ta hãy để cho Chúa hoạt động nơi con người của mình, ơn gọi của mình, để chúng ta có thể làm phần nào đó không chỉ giúp mình mà giúp người khác trở nên thánh thiện và được chữa lành phần hồn, phần xác như Thánh Giê-đô. Chúng ta hãy có lòng nhiệt huyết như Thánh Giê-đô. Hãy giơ cánh tay của mình giúp đỡ những người cần đến chúng ta, những người nghèo khó, những người bệnh tật, những người cần đến sự quan tâm của mình. Chúng ta đừng sống hững hờ, thờ ơ trước những đau khổ của anh chị em đồng loại. Chúng ta có thể làm bằng đời sống cầu nguyện và đời sống mẫu gương của chúng ta. Và cách cụ thể, chúng ta hãy đến với họ, hãy cho họ ăn, hãy cầm tay họ, hãy cho họ lời khuyên chân thành phát xuất từ lòng yêu mến Chúa. Lời khuyên, lời nói của chúng ta sẽ có quyền lực, hiệu lực là lời của Chúa nói với người khác. Và chúng ta hãy hy sinh, dám hy sinh con người của mình, dám cúi xuống đến đụng chạm đến những người đau yếu, hay là những người dốt nát, hay là những người bệnh tật ghẻ lở, để chúng ta để cùng Chúa đụng chạm vào họ. Chúng ta hy sinh con người của mình, dám chết đi với cái tôi của mình để quyền năng Thiên Chúa được vươn lên, quyền năng Thiên Chúa có thể chữa lành tất cả mọi bệnh hoạn, tật nguyền. Nhất là chúng ta hãy yêu mến đời sống huynh đệ cộng đoàn trong gia đình của mình, vợ chồng con cái, ông bà cha mẹ. Chúng ta hãy quan tâm giúp đỡ nhau, quan tâm và yêu thương nhau. Nhất là hãy dẫn họ đến với Thiên Chúa là Chúa, là Chủ gia đình. Thánh Giê-đô làm được tất cả công việc đó, đó là nhờ lòng yêu mến Chúa và yêu mến ơn gọi. Nhất là luôn cộng tác với Chúa để rao truyền tình thương của Thiên Chúa cho người khác. Chúng ta hãy làm những việc đó bằng đời sống hy sinh của mình, để hạt lúa được nảy sinh và tất cả những cái hành động, lời nói, cử chỉ và những gì mình muốn được sinh hoa, kết trái, dồi dào. Đó là đem tin mừng của Chúa đến cho người khác. Amen.